Hi everybody, welcome to my channel. I'm Chip Game. Today I play a game. First game I play is Hotel Tyrant. Now let's go. Rồi mời các bạn xem clip nha. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Hiện tại là mình đang ở level 21 nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục sử dụng nhân vật Mawit nha các bạn. Đấy. Rồi, mình sẽ sử dụng ba cái đạo cụ này nha. Ok. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng nhặt được thật nhiều vàng nha. Đó, và chúng ta tiêu diệt những cái con này để có thêm vàng nè. Quá lúc, ok. Rồi mình sẽ có bật cái công tắc màu đỏ để mà được phép di chuyển lên trên đây nha. Ok, tiếp tục thêm công tắc này nữa. Cái vòng này các bạn phải kích hoạt những cái công tắc nha, nó mới mở đường cho chúng ta di chuyển đi. Nãy ok. Ở đây là không lấy được vàng nha. Ok, mình đã vượt qua được level 21 nha các bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục qua level tiếp theo. Rồi, level 22 nha các bạn. Ok. Mình đang cố gắng kiếm 40 kim cương để mà mở khó nhân vật mới. Đấy, sử dụng luôn. Có là mình sử dụng liền. Wow. Đó, mình đã nhặt được một con chó nha các bạn. Đấy. Chúng ta sẽ chết bon như chỗ này. Khi mà chúng ta chết, chúng ta hồi sinh lại chỗ đó nha. Úi trời ơi. Đấy. Wow, các bạn chân dài thòn lòn luôn. Rồi mình sẽ đi xuống dưới trước. Wow. Chúng ta sẽ nhảy lên trên đây nha. Ồ, trên này có súng nè. Súng này chúng ta sẽ bắn cái màn nhỏ này nha. Rồi, ok, mình đã vượt qua được level 22 luôn. Để xem mình đạt được như sau nha. 3 sao. Rồi, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is Shenbon. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Hãy chúng ta bắt đầu chơi nào. Wow, mình mới vừa cập nhật phiên bản mới nên trông rất là đẹp nè. Ok. Úi giời, bị kẹt. Ây da, da, da. Ồ, chỉ còn mấy viên thôi. Rồi. Không đủ số lượng rồi mất. Đang trên đường lăn xuống nè các bạn này. Đấy. 6 viên. Biết còn hay không nữa. Rồi ok, chúng ta thử lại nào. Đó, mình sẽ quỷ ra hai đường nha. Ok. Wow, nó bị kẹt chỗ này. Rồi, lần này là sẽ đủ nha các bạn. Đó, mình đạt được 1 sao. Ok, ta qua level tiếp theo.
Rồi, chúng ta được ba cái chìa khó nha. Bây giờ mình sẽ mở ba chiếc gương. Ok. Chúng ta sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I will play is Around Master. Ok, chúng ta bắt đầu vào chơi luôn. Đó. Hiện tại là mình đang ở level 40 nha. Rồi, ở level này chúng ta cần phải bắn 60 điểm nha. Wow. Rồi chỉ còn một viên đạn thôi. Rồi đủ luôn, mày quá, đẹp 3 sao nha các bạn. Rồi chúng ta sang level 41. Ở level này chúng ta bắn vào những cái bi màu màu đỏ nha. Đó, bắn vào màu đỏ sẽ được 10 điểm. Rất chuẩn xác. 9 points. Ok. Tiếp tục mình đã đẹp được 3 sao nha. Rồi mình được mở một chiếc gương rồi. Được một cái cung mới nha các bạn. Rồi mình sử dụng luôn nha. Wow, một cái cung rất là đẹp. Ui xùi. Ở level này chúng ta có 5 lần bắn nha. Và mục tiêu là 46 điểm nha. Ok. Rồi mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I will play is Monkey Group. Ok, chúng ta bắt đầu vào chơi nào. Đó, mình sẽ lựa chọn skin hai người tiếc nha các bạn. Màu xanh và màu hồng. Wow. Đang thằng mình đây con rắn này. Oh my god. Rồi, chúng ta sẽ thử lại với thứ hai. Chúng ta mà đụng vào con rắn là chết liền nha các bạn. Sẽ bị thua liền nha. Ây da. Lên nào. Wow, vẫn một cơ hội chiến thắng ạ. Vẫn còn cơ hội chiến thắng. Ok, cố lên. Oh my god. Gì vậy? Rồi. Cả hai người đều kẹt ở đây luôn. Oh my god. Rồi mình sẽ sử dụng skin khác nữa. Là hai chú mèo nha các bạn. Đấy. Hào quá. Hai con sư tử mà nó kêu tiếng con mèo nha. Rất là hài nha các bạn. Được, chúng ta xuống cái chỗ núi lửa này. Rồi, ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I will play is Tech Up. Rồi, chúng ta bắt đầu vào chơi luôn. Đó, hiện tại là mình đang ở cấp độ 17 nha. Và mình đang ở cái sửa chữa ô tô. Chủ đề của mình lần này là về xây dựng nha các bạn. Ồ.
Chúng ta xem cấp độ tiếp theo. Oh yeah, đạt được 3 sao. Và đây là một cái cửa hàng Bapper. Đấy, oh, và đây là mình đấu với boss nha. Wow, khó nha. Đây là một cái phòng gym. Một phép nữa. Rồi, hoàn hảo nha, 3 sao. Tiếp tục cấp độ 21. Một rạp chiếu phim. Rồi mình sẽ chơi thêm một quán nữa nha. Giờ mình sẽ qua tựa game tiếp theo. Này mình mới vừa cập nhật phiên bản mới nên nó thì rất là khó nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ qua cái tựa game tiếp theo. The next game I play is a RPG. Ok, chúng ta bắt đầu vào chơi nào. Ở level lần này là level thử nha các bạn. Oh, chúng ta thử lại nha. Rồi ở level này chúng ta sẽ thi đấu là hai đối thủ. Đó, ai sẽ là người về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng nha. Người nào mà về đích cuối cùng sẽ bị loại. Rồi, ok, chúng ta vào vòng trong thi đấu cạnh tranh nha, người nào sẽ ai sẽ thắng cuộc nha các bạn. Rồi anh chàng màu hồng đã bị lỗi nha, tiếp tục mình sẽ cạnh tranh với anh chàng màu đỏ. Vẫn là cái thử thách này nha các bạn. Rồi tuyệt vời, vậy là mình đã giành chiến thắng ở cái level này nha. Đó, quá xuất sắc. Ok, hiện tại mình đang có 1520 vàng để mình vào siêu thị xem có mua được cái gì không nha. Ồ, đây là gì đây, sao có một nửa thế nhờ. Rồi để mình mở random nha. Ngẫu nhiên đó, sử dụng 500 vàng. Tết đen đu được một anh chàng bị quấn băng keo. Đây là điều nhảy khi mà chúng ta ăn mừng chiến thắng nha. Rồi chúng ta tiếp tục quán thứ hai. Đồ kỳ này có skin mới nè. Let's go. Wow, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh nha. Rồi ok, mình đã là người về đích đầu tiên. Đồ, đây là cái điều nhảy lúc nãy mình mới mở xong này, chắc là ngầu luôn. Chúng ta tiếp tục bán đấu quyết định này. Ồ, thanh niên màu hồng đi chạy bất chấp luôn. Đấy, ok, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ qua cái tựa game
tiếp theo là next game I play is Big Battle CD. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Đây mình nâng cấp lên nha. Rồi chúng ta bắt đầu vào chơi. Đầu tiên mình sẽ chơi chế độ hình tam giác trước nha các bạn. Để xem mình có giành chiến thắng hay không nha. Cả hai đội đang rất là ngang tàng ngang sức nha các bạn. Rồi xong. Đội mình nhiều lính hơn mà bị thua nha. Rồi chúng ta tiếp tục thi đấu ván thứ hai, mình sẽ chuyển sang đội hình ngang nha các bạn. Rồi ok, sau mấy quán chiến đấu thì mình đã giành chiến thắng nha. Rồi ok, mình được thêm một cái chìa khó này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra. Rồi xong, ok, mình được một cái đội hình mới nữa. Hình vuông nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục chiến đấu quán thứ 3. Ải thứ 2 của level 18 nha. Wow, có vẻ như đội mình rất là đông nha các bạn. Úi xồi ôi, rất nhanh nha. Rồi ok, mình đã sẽ qua cái tựa game cuối cùng của video ngày hôm nay, đó chính là Ball Master. Ok, và đây là giao diện game của chúng ta. Đó, đầu tiên qua mình sẽ điểm danh nhận thưởng nha. Tiếp tục, mình được một lượt quay thưởng 55.000 coin. Rồi mình sẽ xem cái nào thấp nhất thì mình nâng cấp nha. Rồi chúng ta bắt đầu chơi nào. Úi xời ơi, trúng vào cái mông của con hươu. Rồi chúng ta tiếp tục quán thứ hai. Ốc, trời ơi. Vẫn còn cơ hội nha các bạn. Đấy, quá dữ luôn. Kỷ lục lần trước của mình là 46.000 điểm nha các bạn. Oh my god. Rồi, ok. Rồi, để mình xem. Còn 32k mình nâng cấp cái nào đây. Rồi, nâng cấp cái này nè. Rồi, ok. Ok, nhận thêm 49k nữa. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu clip hay, đừng quên đăng ký một like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.
qua nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye, see you again.